Dancing Pig. On a sunny farm lived a pig named Polly. She wasn't like other pigs. Polly loved to dance. Every morning, Polly would wake up early. She'd turn on her radio. Then she'd dance around her pen. She'd wiggle her curly tail. She'd shake her pink snout. She'd tap her hooves to the beat. The other farm animals watched Polly. They thought she was silly, but Polly didn't care. She was happy when she danced. One day, Polly had a great idea. "I'll throw a dance party," she squealed. "I'll invite all the animals." Polly made invitations. She used mud to write on leaves. She asked the farm cat to deliver them. The cat went around the farm. He gave invitations to the cows, chickens, and sheep. He even invited the grumpy old goat. On the day of the party, Polly was excited. She decorated her pen with flowers. She used corn cobs as party lights. The animals started to arrive. They looked confused. They'd never been to a pig's dance party before. "Welcome," Polly oinked. "Let's dance." Polly turned on the music. It was a catchy tune. She started to dance. She shimmied and shook. She twirled and jumped. The other animals stared. They didn't know what to do. "Come on," Polly called. "It's easy. Just move your body to the music." Slowly, the animals began to dance. The chickens flapped their wings. The cows swayed their big bodies. The sheep did little hops. But the goat stood in the corner. He frowned and stomped his foot. "This is ridiculous," he bleated. Polly danced over to him. "Try it," she said. "It's fun." The goat shook his head, but then his foot started tapping. The music was just too catchy. Soon the goat was dancing too. He jumped and kicked his legs. He shook his beard. He was having a blast. The party was in full swing. The barn was full of dancing animals. They were all laughing and having fun. The horses did line dances. The ducks waddled in circles. The mice did the cheese slide. Polly taught everyone the pig jig. It was a dance she made up. You had to wiggle your nose and shake your bottom. Everyone tried the pig jig. It was hilarious. The animals bumped into each other. They fell over laughing. Even the farmer came to see what was happening. He couldn't believe his eyes. All his animals were dancing. The farmer started tapping his foot. Then he began to dance too. He did the chicken dance with the chickens. As the sun began to set, the animals were tired, but they were so happy. They'd never had so much fun. "Thank you, Polly," they all said. This was the best day ever. Polly was proud. Her dance party was a big success. She'd made all her friends happy. From that day on, things changed on the farm. The animals didn't think Polly was silly anymore. They thought she was cool. Every week they had a dance party, sometimes in the barn, sometimes in the fields. Even the grumpy old goat looked forward to it. And Polly? She was happier than ever. She had taught everyone that dancing was fun. It didn't matter if you were good at it. It only mattered that you enjoyed it. So if you ever visit that farm, don't be surprised. You might see a pig teaching a chicken how to boogie, or a goat and a cow doing the tango. Because on this farm, every animal knows how to dance, and it's all thanks to Polly, the dancing pig. Buổi dã ngoại của chó con vui vẻ Percy. Một ngày nắng đẹp, Percy, chú chó con, thức dậy với một ý tưởng lớn. Mình muốn đi dã ngoại. Percy sửa một cách vui vẻ. Cái đuôi của cậu vậy thật nhanh và cái mũi cứ ngổ nguậy. Percy thích ăn và cậu cũng rất thích chơi. Vì vậy, một buổi dã ngoại có vẻ là ý tưởng tuyệt vời nhất. Cậu lấy quả bóng đỏ yêu thích của mình và chạy ra ngoài. Mình cần có vài người bạn, Percy nghĩ. Thế là cậu lao đến ảo của vịt Daisy. "Daisy, bạn có muốn tham gia buổi dã ngoại của mình không?" Percy hỏi, nhảy xung quanh. Daisy vỡ cánh. "Quắc quắc, dã ngoại à? Ồ, mình thích dã ngoại lắm. Mình sẽ mang theo vài mẫu bánh mì." Percy mỉm cười. "Tuyết quá. Gặp mình dưới gốc cây sồi lớn nhé." Tiếp theo, Percy chạy đến gặp thợ Benny. Benny đang nhấm nháp một củ cà rốt khi Percy đến. "Này Benny, mình đang tổ chức một buổi dã ngoại. Bạn có muốn tham gia không?" Percy hỏi. Vậy đuôi liên tục, Benny khịt khịt mũi. "Chắc chắn rồi, mình sẽ mang theo vài củ cà rốt giòn." "Tuyệt vời," Percy sửa. "Hẹn gặp bạn dưới cây sợi nhé."
Percy nhanh chóng chạy đến chuồng bò để mời bò Millie. Millie đang nhai cỏ và trông rất thư giãn. Millie, dã ngoại ở cây sồi, bạn có muốn tham gia không? Percy hỏi, thở hổn hển vì đã chạy nhiều. Millie rộng nhẹ, Muvelus, mình sẽ mang sữa tươi nhé. Với tất cả bạn bè đã được mời, Percy chạy về nhà để lấy giờ dã ngoại. Cậu gói đồ ăn vặt dành cho chó, xương và một món đồ chơi phát ra âm thanh. Sau đó, cậu đi ngay đến cây sồi. Khi Percy đến nơi, bạn bè của cậu đã có mặt. Daisy mang theo bánh mì, Benny có cà rốt và Millie mang theo một chai sữa lớn. Đây chắc chắn là buổi dã ngoại tuyết nhất. Percy sữa. Cậu trai một tấm chăn kẻ ô và tất cả cùng ngồi xuống. Nhưng vừa lúc họ chuẩn bị ăn, một con sóc tinh nghịch tên Sammy chạy qua. Nó chớp lấy những mẩu bánh mì và chạy lên cây. Này, trả lại đây. Daisy quắc quắc, vỡ cánh loạn xạ. Percy nhảy dựng lên, sữa, sóc, sóc. Nhưng Sammy nhanh quá, nó cười khúc khích trên cây, nhấm nháp bánh mì. Ôi không, giờ chúng ta phải làm sao? Benny hỏi. Percy nghĩ một lúc, rồi mắt cậu sáng lên. Mình biết rồi, cậu nói, vẫy đuôi. Cậu lấy quả bóng đổ của mình và ném cho Sammy. Sammy nhìn quả bóng. Nó thả mẩu bánh mì xuống và chạy xuống để chớp lấy quả bóng. Mình thích chơi bóng lắm, Sammy kêu lên. Percy cười lớn. Bạn có thể giữ quả bóng nếu tham gia buổi dã ngoại với chúng mình. Sammy cười toe toét. Thỏa thuận. Thế là Sammy ở lại và họ chia sẻ thức ăn với nhau. Percy ăn đồ ăn vặt dành cho chó. Benny có cà rốt, Millie có sữa và Daisy cũng lấy lại được một ít bánh mì. Buổi dã ngoại trở nên vui hơn rất nhiều khi có thêm người bạn sóc mới. Sau khi ăn, tất cả cùng chơi đuổi bất quanh cây sồi. Percy nhìn quanh những người bạn của mình. Đây là buổi dã ngoại tuyệt vời nhất. Cậu sửa lên với niềm vui. Những người bạn của cậu đều đồng ý. Và từ ngày hôm đó, mỗi khi Percy tổ chức dã ngoại, sóc Sammy luôn có mặt để cùng chơi. Once upon a time, there was a little piglet named Penny. She lived on a big farm with her family. Penny loved to play in the mud. One sunny day, Penny had an idea. She wanted to make mud pies for her friends. She thought it would be fun. Penny found a perfect muddy spot. She started to make her pies. She used her hooves to shape the mud. She added leaves and twigs for decoration. Soon, Penny had made many mud pies. They looked so real. She was very proud. She decided to have a tea party with her friends. Penny invited her best friends. There was Daisy the duck, Benny the bunny, and Coco the cow. They all came to her mud pie party. Penny set out her mud pies on pretty plates. She even put little flowers on top. Everything looked perfect. Her friends arrived. They saw the mud pies. They thought they were real pies. Daisy took a big bite. Yuck, she said. Her beak was full of mud. Benny sniffed his pie. His nose got all muddy. He sneezed. Mud flew everywhere. Coco was about to eat her pie. But she saw what happened to the others. She started to laugh. Penny was confused. Why weren't her friends eating the pies? Then she realized her mistake. She forgot to tell them they were mud pies. Penny started to giggle. Then all her friends laughed too. They had mud all over their faces. They looked so silly. Instead of eating mud pies, they decided to play in the mud. They had a mud fight and made mud castles. It was the best day ever. From that day on, Penny's mud pie party became famous. All the farm animals wanted to join in the fun. And Penny learned to always tell her friends what's in her pies. The Lost Kitten in the Forest. Fluffy was a little gray kitten. He loved to play and explore. One day, Fluffy followed a butterfly into the forest. He chased it far from home. Soon, Fluffy was lost. He looked around. Trees were everywhere. Oh no, Fluffy meowed. Where am I? He walked and walked. His little paws got tired. Fluffy saw a rabbit. Excuse me, can you help me? He asked. The rabbit smiled. Sure, what do you need? I'm lost. I can't find my way home, said Fluffy. Don't worry, said the rabbit. My friend Owl can help. They found Owl in a big tree. Owl was very wise. Hello, little kitten, Owl said.
Are you lost? Fluffy nodded. Yes, I can't find my home. Owl thought for a moment. I have an idea. Let's ask the birds. Owl called all the birds. They flew high in the sky. Look for a house with a red roof, Owl told them. The birds searched everywhere. Finally, a blue jay found it. Follow me, the blue jay chirped. Fluffy Rabbit and Owl followed the blue jay. Soon they saw Fluffy's house. His family was there. Fluffy! His mom called. We were so worried. Fluffy ran to his family. He was so happy. Thank you, friends, Fluffy said to Rabbit, Owl, and the blue jay. They all smiled. Fluffy learned a lesson that day. Always stay close to home, he thought. From then on, Fluffy had many adventures, but he never got lost again. Daisy Vit Kanye Mua. Ngày xưa, có một chú vịt con tên là Daisy. Cô bé sống trong một trang trại lớn với nhiều con vật khác. Daisy khác biệt so với những chú vịt khác. Cô bé rất thích nhảy múa. Mỗi sáng, Daisy thức dậy thật sớm. Cô bé len ra khỏi gia đình để tập nhảy. Cô xoay tròn và quay cuồng bên cạnh chuồng bò màu đỏ cũ kỹ. Cô nhảy nhót gần chuồng heo. Cô thậm chí còn cố gắng nhảy điều moonwalk trong khu vườn lấy lội. Những con vật khác trong trang trại nghĩ Daisy rất ngớ ngẩn. Những con bò đảo mắt khi nhìn thấy cô. Những con gà mái cực tác và lắc đầu. Ngay cả những con vịt khác cũng kêu quắc quắc cười nhạo những động tác nhảy của Daisy. Nhưng Daisy chẳng quan tâm. Cô bé rất vui khi được nhảy múa. Nó khiến trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm và đôi chân có màng của cô ngứa ngáy vì hạnh phúc. Một ngày nọ, bác nông dân Joe mang đến trang trại một chiếc radio. Bác bắt nó lên và âm nhạc tràn ngập không gian. Đôi mắt Daisy sáng lên. Cô bé chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh tuyệt vời như vậy. Ngay khi âm nhạc bắt đầu, Daisy bắt đầu nhảy múa. Cô lắc lư và vẻ vẫy đuôi. Cô gõ chân và lắc đầu. Cô thậm chí còn xoay một vòng thật điệu nghệ, khiến cô chóng mặt. Bác nông dân Joe nhìn thấy Daisy nhảy múa và cười lớn. Ôi trời ơi, bác nói. Một con vịt biết nhảy. Thật buồn cười quá. Những con vật khác tụ tập xung quanh để xem. Chúng chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trước đây. Daisy cứ nhảy và nhảy, đắm chìm trong âm nhạc. Bỗng nhiên, Daisy vấp phải chân của chính mình. Cô lộn nhào đầu qua đuôi và rơi tõm xuống một vũng bùn. Bùn văng từng tóe khắp nơi. Những con vật khác bật cười ầm ĩ. Chúng nghĩ đó là điều buồn cười nhất mà chúng từng thấy. Nhưng Daisy tội nghiệp cảm thấy rất xấu hổ. Cô muốn trốn dưới một bụi cây và không bao giờ ra ngoài nữa. Ngay lúc đó một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Đó là Penny con heo. Đừng buồn Daisy, cô nói. Tớ nghĩ vũ điệu của cậu thật tuyệt vời. Cậu có thể dạy tớ được không? Daisy không thể tin vào tại mình. Có người thích vũ điệu của cô sao? Cô mỉm cười và gật đầu với Penny. Từ ngày đó, Daisy và Penny cùng nhau tập nhảy. Họ nghĩ ra những động tác mới ngỡ nghinh như ớt ít và quắc quắc và nhây lạc trong bùn. Chẳng mấy chốc, những con vật khác cũng muốn tham gia vào niềm vui này. Coco con bò học cách thực hiện điều đu đưa và rừng lạc. Henny con gà mái thành thạo điều cha cha gà mái. Ngay cả dê già cáu kinh cũng cố gắng hết sức với điều nhay nhót Billy Goat. Chẳng bao lâu sau, cả trang trại đều nhảy múa. Mỗi buổi chiều, khi bác nông dân Joe bật radio lên, tất cả các con vật đều tụ tập trong sân. Chúng nhảy múa và cười đùa cùng nhau, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Một ngày nọ, một chiếc xe tải lớn đổ trước trang trại. Một người đàn ông cầm máy quay bước ra. Ông nói ông đến từ một chương trình truyền hình có tên Động vật có tài năng. Ông đã nghe về những con vật nhảy múa trong trang trại và muốn quay phim chúng. Các con vật rất phấn khích. Chúng tập luyện chăm chỉ hơn cho ngày trọng đại. Daisy giúp mọi người nhớ các bước nhảy. Cô là người thầy giỏi nhất vì cô yêu thích nhảy múa rất nhiều. Khi đoàn làm phim đến, các con vật đã trình diễn một màn biểu diễn tuyệt vời. Chúng nhảy múa hay hơn bao giờ hết. Daisy dẫn đầu tất cả trong màn kết thúc hoành tráng với những động tác xoay người, nhảy cao và nhiều điều lắc lư ngờ nghình. Người đàn ông làm truyền hình kinh ngạc. Ông chưa bao giờ thấy những con vật tài năng như vậy. Ông nói với bác nông dân Joe rằng video nhảy múa sẽ được phát sóng trên TV vào tuần tới. Khi chương trình được phát sóng, mọi người trên khắp đất nước đều thấy Daisy và những người bạn động vật nhảy múa của cô. Ai cũng yêu thích. Chẳng mấy chốc, khách tham quan bắt đầu đến trang trại để xem tận mặt những con vật nhảy múa. Bác nông dân Joe rất tự hào. Bác xây dựng một sân khấu đặc biệt trong sân để các con vật biểu diễn. Bác thậm chí còn mua cho Daisy một đôi giày ba lê tí hon vừa vặn với cô. Daisy không thể tin được cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều như thế nào.
cô từ chỗ bị cười nhạo đã trở thành ngôi sao của buổi biểu diễn. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cô đã kết bạn với rất nhiều bạn mới. Nhảy múa cùng nhau khiến mọi người hạnh phúc. Mỗi tối, khi mặt trời lặn xuống trang trại, Daisy lại nhảy một điếu nhảy vui vẻ một mình. Cô biết ơn vì tình yêu nhảy múa của mình và vì tất cả niềm vui mà nó mang lại cho trang trại. Và thế là, Daisy viết con nhảy múa đã học được rằng sự khác biệt có thể là một điều tuyệt vời. Tài năng độc đáo của cô đã mang lại niềm vui và tình bạn cho cả trang trại. Từ ngày đó trở đi, lúc nào cũng có âm nhạc, tiếng cười và rất nhiều điều nhảy trên trang trại của bác nông dân Joe.